rồi Tiên mới có một chuyến đi du lịch. Thì ngày hôm nay Tiên đi Phan Thiết nha. Hôm nay mình đi với lại Kyle nè, với Nguyên, với lại bạn Tiên đó. Hello mọi người. Đợt này là Tiên ở khách sạn Azurai nha mọi người. Hồi xưa thì Tiên có ở đây rồi, nhưng mà lúc đó là nó chưa có là Azurai, nó chỉ là Princess Diana thôi. Tụi mình gọi mì xào nha mọi người. Cơm chiên. Ô lộn, cơm chiên dữ vậy. Gà chiên nước mắm, mực nè. Này là bread bánh mì, còn đây là burger. Yeah. Sandwich. Hello các bạn yêu. Lo lắm rồi mới quay trở lại quay vlog. Ta-da. Và sau cái bữa chuyến đi Phan Thiết thì nói chung là Tiên cũng ở nhà không, mà Tiên cũng không có đi đâu hết. Tại vì hiện tại thì Tiên đang có một cái job mới, Tiên đang phải đảm nhận, cho nên là dạo này thì Tiên buổi sáng thì Tiên sẽ work from home. Hôm nay xài cái son này của Dior đánh giữ môi nha. Cho mọi người xem. Hôm qua chồng tôi về, chồng tôi mua được hai cái ly này của Blackpink nè mọi người ơi. Trời ơi, đánh vào răng. Hôm qua thì Tiên thấy là các bạn săn ở buổi sáng rồi thì Tiên sợ là buổi tối mua không có, nhưng mà lúc mà ra thì vẫn còn nhiều lắm mọi người, nên là mọi người yên tâm nha. Bây giờ ra Starbucks chắc vẫn còn á. Cái ly này là hình như là Jisoo pick nè. Còn ly này không ai pick hết. Nhưng mà Tiên thấy cái ly này rất là đẹp, nên là thường Tiên sẽ uống cà phê trong ly này. Còn ly này thì sẽ có nước suối, sẽ bỏ đá vô trong đây luôn. Cái này là nhựa thôi nha mọi người, cho nên là giá nó cũng không có mắc lắm, khoảng 490. Còn cái này khoảng 500. Ok, thì bây giờ Tiên sẽ tích cực quay hơn. Tại vì mấy bữa nay Tiên rất là bận nên là không có thời gian để quay vlog. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tiên sẽ quay cho mọi người xem là buổi ngày hôm nay Tiên sẽ làm gì, ăn gì và làm gì nha. Bây giờ thì Tiên sẽ làm việc một chút nha mọi người. Ta-da! Trưa nay thì Tiên sẽ ăn món spaghetti với lại thịt bò. Và trưa nay thì chỉ có một mình Tiên ăn thôi, tại vì ba mẹ chồng Tiên đi rồi, không có ở nhà. Và chồng Tiên thì đi làm, cho nên là chỉ có một mình Tiên. Và hôm nay Tiên sẽ nấu spaghetti. Yeah, rất là đơn giản nha mọi người. Mì Tiên đã luộc sẵn rồi, bây giờ chỉ xào bò và bỏ sốt vô thôi. Tiên đã làm xong mì Ý rồi nha mọi người. Và Tiên sẽ ăn chung với lại salad. Ok, mọi người ăn thôi. Tiên đã tăng được hơn 1kg mọi người. Em bé thì khoảng hơn 200g. Thì một tháng nữa Tiên sẽ đi khám tiếp. Và sẽ có thử máu cũng như là thử cái tiểu đường thai kỳ luôn. Nếu mà ok thì chích vaccine luôn ở tháng nữa. Còn vừa rồi thì Tiên có đi khám về thì mọi thứ ok, nói chung là ổn rồi. Và bây giờ chỉ cần phải ăn nhiều và nghỉ ngơi thôi mọi người. Và bây giờ là Tiên sẽ đi rửa chén, xong rồi Tiên nghỉ một chút, chiều Tiên dậy Tiên lại làm việc tiếp nha mọi người. Ta-da. Cuộc sống ở nhà chỉ có thế thôi. Đi làm, ăn, rồi lại làm. Làm kiếm tiền, nuôi con.
mọi người. Hôm nay thì Tiên có một buổi chụp hình cùng với lại chồng Tiên, nên là Tiên vừa mới make up xong và đây là outfit nha. Cho mọi người xem, rất là basic màu đen. Đó, thấy cái bụng, hơi thấy bụng chút nè. Mình thấy không? Mặc đồ ôm thì sẽ hơi thấy cái bụng chút xíu vậy nè mọi người. Đó, nhưng mà nhìn đằng trước thì không thấy, mình ngang thì sẽ thấy cái bụng. Ta-da! Và bây giờ mình sẽ đợi photo tới và chụp hình nha. Hôm nay thì Tiên đã là 19 tuần rồi nha mọi người. Thì tuần sau sẽ là coi như là mức 50% rồi đó. Là còn nửa đường nữa nha mọi người. Ok, thì Tiên và Kheo vừa mới chụp hình xong. Nếu mà có hình thì sẽ bỏ vào khúc này cho mọi người xem. Bây giờ thì tụi mình sẽ, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ Tiên, cho nên là Tiên sẽ đi mua quà. Và tối nay thì tụi mình sẽ đi ăn ở một cái quán Nhật gần nhà của Tiên thôi, cho nên là lát nữa sẽ quay cho mọi người nha. Như trên video thì Tiên chưa có chia sẻ, nhưng mà 3 tháng đầu thì là Tiên bị động thai, cho nên là Tiên không thể đi đâu hết mọi người. Tiên chỉ ở nhà xong rồi nằm là chính, tại vì bác sĩ không có cho đi nhiều. Và Tiên cũng rất là lo, cho nên là lúc mà trước khi mà public với mọi người, Tiên cũng rất là lo là không biết là có thật sự ổn hay không. Nhưng mà trộm vía thì bác sĩ có cho thuốc đặc cũng như là thuốc uống, thì Tiên cũng đã theo lời dặn của bác sĩ rất là nhiều, cho nên là trộm vía bây giờ là được 5 tháng và em bé phát triển rất là ok. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết cái video lần này của Tiên, và Tiên mong sẽ quay thật nhiều thêm những hành trình cùng Tiên và em bé để cho mọi người theo dõi nha. Còn bây giờ thì bye bye, cảm ơn mọi người.